Xin chào các bạn. Đây là một cái buổi tập thể dục buổi sáng thường xuyên của tôi. Và cái tập quán này thì Đỗ Lộc đã duy trì suốt từ ngày còn trẻ mà cho đến bây giờ. Trong cái khởi đầu của một ngày làm việc của Đỗ Lộc là bao giờ cũng là một buổi tập thể dục, mà không phải là ít phút. Tôi tập thường xuyên là từ 45 phút cho đến một tiếng, hơn một tiếng. Và chính trong những cái buổi tập luyện và buổi sáng như vậy thì cái cảm hứng về buổi sáng, cái cảm hứng về bình minh đã đến với tôi. Và tôi đã viết cái tác phẩm cho đàn đá với cái tên là Chào Mặt Trời Mọc. Ngày mới thì hết sức là cảm hứng. Nó gợi cho ta những cái điều hy vọng và những cái điều mà chúng ta ước muốn. Chỉ là một ngày làm việc nhưng mà bình minh cũng đem đến cho chúng ta tất cả những cái điều như là một năm khởi đầu bằng mùa xuân vậy. Thì cái tác phẩm này tôi viết cho đàn đá cũng đã lâu rồi, và tôi cũng đã mang đi biểu diễn ở rất nhiều nơi, kể cả đi đến các nước biểu diễn ở trên trường quốc tế. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những cái ý nghĩ đấy và những tình cảm ấy trong cái tác phẩm Chào Mặt Trời Mọc. Bài Chào Mặt Trời Mọc mà quý vị vừa mới nghe qua đấy thì là nó có một cái gốc là mình phát triển từ dân ca của Tây Nguyên. Thì cái đó là cái bài mà Mặt Trời ED đấy, tức là trong cái ý tưởng là nó hoàn toàn nó đi theo cái hình tượng của mặt trời. Thế và các bạn đã xem đấy, cái đàn đá của mình bây giờ đấy, với lại cái đàn trưng mà cái khúc nhạc vừa rồi đấy, nó làm cho mình ấy là cảm thấy cái sự hài hòa giữa tiếng tre và tiếng đá. Đấy, mà trong cái truyền thống âm nhạc phương Đông thì bát âm là 8 cái âm tự cầm gốc: bào, thổ, mộc, cách, thạch, kim, ti, trúc. Bào, thổ tiếng đất, bào tiếng da, mộc tiếng gỗ, cách là tiếng da, cái gì da, mộc kim, kim là tiếng đồng, ti là tiếng tơ, tiếng dây, trúc là tiếng tre nữa. Thì cái thạch bao giờ nó cũng đứng ở trên và cái trúc nó đứng ở cuối. Thì
thì giữa cái tiếng tre và tiếng đá nó hài hòa đó, thì nó bổ trợ cho nhau. Tôi có một cái ví von như thế này nhé, các bạn sẽ giảng nhé. Cái tiếng đá đấy nó như mặt trời ấy, nó chói sáng, nó rực rỡ. Còn cái tiếng lứa tre đó, nó mờ mà nó nấp ở dưới, nó như ánh trăng á. Cái ánh trăng với mặt trời thì không thể thiếu được, mà hai cái đó không thể thiếu được một trong hai. Nếu không có ánh trăng cũng không thể được, mà không có mặt trời thì càng không thể được. Hai cái đó là hài hòa. Thì chúng ta đã nghe cái khúc mà chúng tôi đã vừa dạo đấy. Thì bây giờ các bạn sau này còn có những yêu cầu muốn tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ trao đổi thêm. Và bây giờ để kết thúc cái chương trình mà hôm nay giới thiệu với các bạn, thì tôi xin chơi nốt cái đoạn cuối của cái bài Trong Mặt Trời Mọc.